Ngày 19 tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện giao lưu tọa đàm với chủ đề Organic Life và Sustainable End, đồng hành phát triển vững bước tiên phong đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện lần này đã đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình 5 năm Organic Life đồng hành cùng Sustainable End để mang đến cho người dân Việt Nam các dòng sản phẩm hữu cơ chất lượng đến từ châu Âu. Cái nhãn hiệu Sustainable End đã về Việt Nam 3 năm nay rồi và được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Trong thời gian sắp tới thì Organic Life sẽ đẩy mạnh vào phân khúc thị trường mẹ và bé. Trong những cái dàn sản phẩm đó, chúng tôi sẽ chọn ra những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu chuyên phân phối các sản phẩm hữu cơ organic trên thế giới, đảm bảo về chất lượng, đa dạng hóa dòng thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn nguồn thực phẩm tốt, phong phú, an toàn và thân thiện với môi trường.